Tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Thưa quý vị, trước tiên chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi chương trình tin tức thời sự trên kênh Tin nóng đất Việt. Chúc quý vị có những giây phút thoải mái để xem hết clip của chúng tôi mỗi ngày. Và không để quý vị phải chờ đợi lâu, ngay sau đây sẽ là những tin chính sẽ có trong chương trình. Mời quý vị cùng theo dõi. Techcombank MB đã nhận được yêu cầu rà soát tài khoản nghệ sĩ làm từ thiện. Thưa quý vị, hôm nay xác nhận với báo chí, Techcombank cho biết đã nhận được công văn yêu cầu của cơ quan chức năng về việc phối hợp rà soát tài khoản các nghệ sĩ tham gia huy động tiền quyên góp từ thiện. Đầu mối truyền thông Techcombank chia sẻ với báo chí, chúng tôi vừa nhận được công văn sáng nay. Vị đại diện này cũng cho biết sau khi nhận được công văn từ cơ quan chức năng, ngân hàng sẽ phối hợp thực hiện các yêu cầu mà cơ quan chức năng đề ra. Không đề cập tới quy trình rà soát, thời gian cũng như kết quả rà soát, đầu mối này cho biết ngân hàng nhận được yêu cầu và rà soát tài khoản của một nghệ sĩ có liên quan tới công tác kêu gọi hỗ trợ từ thiện. Xác định việc liên quan tới tài khoản khách hàng là thông tin bảo mật, đại diện một ngân hàng thương mại cổ phần nhà nước từ chối cung cấp thông tin, cũng không xác nhận là đã nhận được văn bản chưa. Đó là bảo mật thông tin khách hàng, chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin từ các cơ quan quản lý khi có yêu cầu. Phía MB cũng cho biết đã nhận được công văn được chuyển tiếp từ cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước. Bộ phận truyền thông MB nhấn mạnh, theo yêu cầu của cơ quan chức năng, ngân hàng đang tiến hành rà soát, cung cấp thông tin theo đúng yêu cầu, phạm vi và theo quy định của pháp luật. Cho biết ngân hàng không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc rà soát tài khoản của khách hàng theo yêu cầu của cơ quan thanh tra, nhưng vị đại diện này nói, các thông tin cụ thể liên quan đến việc rà soát và kết quả rà soát, vui lòng liên hệ trực tiếp với cơ quan điều tra để được cung cấp. Chia sẻ với báo chí về hoạt động rà soát tài khoản khách hàng của ngân hàng, một đại diện ngân hàng cho hay, thông thường cơ quan chức năng sẽ ấn định thời gian ngay trong công văn, còn nếu công văn không ấn định thời gian, ngân hàng sẽ theo quy định mà làm. Vị này chia sẻ, quy định trả lời công văn phối hợp điều tra của công an theo luật tối đa là bao nhiêu ngày, ngân hàng sẽ kéo dài đến ngày đó là chậm nhất. Vị này cũng cho biết thêm, gọi là rà soát chứ thực ra chỉ là kiểm tra xem cá nhân đó đứng tên bao nhiêu tài khoản, bao nhiêu khoản vay, dư nợ, sao kê thế nào, rồi đăng nhập vào tài khoản trên hệ thống thì hiện ra hết ngay, rồi bấm in là xong. Quá trình này rất nhanh, rất đơn giản, chỉ cần một cú nhấp chuột là xong. Bởi ngân hàng quản lý tài khoản của khách hàng bằng một mã số cố định, tra cái là ra ngay, kể cả tài khoản đã đóng vài năm. Trước đó, trao đổi với báo chí, một cán bộ cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước cho biết đã nhận được công văn của Bộ Công an về việc phối hợp rà soát tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tài khoản của cá nhân nghệ sĩ liên quan đến việc làm từ thiện. Vị này cho biết, theo quy định tại Nghị định 117 về giữ bí mật thông tin khách hàng, cơ quan thanh tra giám sát không có quyền yêu cầu các tổ chức tín dụng kiểm tra, kiểm soát tài khoản gửi của khách hàng, trừ phục vụ cho những cuộc thanh tra. Sau khi nhận được công văn của Bộ Công an, đơn vị này đã gửi các văn bản chuyển tiếp tới các tổ chức tín dụng. Các tổ chức tín dụng sẽ có trách nhiệm phối hợp sao kê tài khoản, thực hiện theo đúng quy định pháp luật và gửi thẳng cho cơ quan công an. Vị đại diện này nói thêm, các tổ chức tín dụng không gửi lại kết quả rà soát của các cá nhân trên cho chúng tôi mà trực tiếp gửi thẳng cho cơ quan công an. Xeo Đại Nam im lặng trước kèo 1 tỷ, Trang Trần sẵn giọng. Em biết cái trò Bành Thị Nổ, Nguyễn Thị Hứa, đủ tiền thì chơi, có 2 tỷ bọ. Thưa quý vị, cư dân mạng thời gian gần đây xôn xao trước màn đấu kèo tranh luận nảy lửa giữa Trang Trần và Xeo Đại Nam. Bà Phương Hằng tuyên bố hứa tặng Hồ Văn Cường 1 tỷ đồng với điều kiện quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu. Lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tôi sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng. Trang Trần cũng lên tiếng khẳng định sổ tiết kiệm có từ năm 2016 và lên kèo 1 tỷ đồng với bà Phương Hằng. Tôi đứng ra cọc 500 triệu, bà cọc 500 triệu, sau đó công ty quản lý cầm và đưa bằng chứng quyền sổ tiết kiệm ra. Nếu sổ tiết kiệm đúng năm 2016, bà phải đưa tiếp ra 50 triệu, là 1 tỷ cho Cường, khẩn trương. Tôi chơi tiền mặt, không chơi tiền nổ, ok chưa? Tối ngày 15 tháng 10, trên sóng livestream, Trang Trần bày tỏ sự bức xúc vì Xeo Đại Nam im lặng trước lần kèo này của cô. Em chỉ sợ bà bùng kèo như nhiều lần, thầy bùng kèo. Em kinh nghiệm xương máu nhiều rồi, nhiều năm rồi, nhiều tháng rồi. Em biết cái trò thần điêu đại hiệp,
Bành Thị Nổ, Nguyễn Thị Hứa. Khổ lắm thì bây giờ mình cứ xách kèo. Đủ tiền thì chơi, có 2 tỷ bọ, làm gì đâu mấy chị. Cựu mẫu tiết lộ không thấy Xeo Đại Nam bắt kèo và nói rằng chỉ có tiền nổ thôi. Ngoài ra Trang Trần còn chia sẻ, bà thách tôi like, tôi vẫn like đây. Mà sao tôi thách bà không trả lời. Cựu người mẫu còn liên tục dùng những lời lẽ tục tĩu trên livestream của mình. Trước đó, Trang Trần đanh thép khẳng định sổ tiết kiệm trên được mở từ năm 2016, mạnh dạn lên kèo 1 tỷ với bà Phương Hằng, phụ nữ Xeo hứa tặng nam ca sĩ 18 tuổi nếu quản lý trình đủ bằng chứng. Liên quan đến sự việc trong một buổi livestream gây sự chú ý vừa qua, bà Phương Hằng bày tỏ sự nghi vấn về cuốn sổ tiết kiệm mà mẹ Hồ Văn Cường đang nắm giữ được công khai trên mạng. Xeo Đại Nam tuyên bố hứa tặng nam ca sĩ 1 tỷ đồng với điều kiện quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tôi sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng. Ngoài ra nữ đại gia 7X sẵn sàng cho tiền Hồ Văn Cường. Bà nói, quý vị nào nói cho tôi biết rằng nếu Hồ Văn Cường vẫn ở trong nhà Phi Nhung mà vì mấy trăm triệu chưa ra khỏi nhà, tôi cho ngay và luôn 1 tỷ đồng danh dự. Không phải vì mấy trăm triệu đó mà phải ở nhờ nơi đó để nó hành hạ, coi như đồ rẻ rách. Là người ủng hộ Phi Nhung 5 lần 7 lượt dàn mặt Hồ Văn Cường, trong một livestream, Trang Trần đanh thép khẳng định sổ tiết kiệm trên được mở từ năm 2016, mạnh dạn lên kèo 1 tỷ với bà Phương Hằng, vụ nữ Xeo hứa tặng nam ca sĩ 18 tuổi nếu quản lý trình đủ bằng chứng. Trang Trần đề nghị, tôi đứng ra cọc 500 triệu, bà cọc 500 triệu, sau đó công ty quản lý cầm và đưa bằng chứng sổ tiết kiệm ra. Nếu quyền sổ tiết kiệm đúng năm 2016, bà phải đưa tiếp ra 500 triệu, là 1 tỷ cho Cường, khẩn trương. Tôi chơi tiền mặt, không chơi tiền nổ, ok chưa? Trước đó, Trang Trần và bà Phương Hằng từng có nhiều lần khẩu chiến trên mạng xã hội. Gần đây nhất là việc cựu người mẫu đến nhà Hồ Văn Cường nửa đêm livestream liên tục hỏi cậu bé như ép cung, khiến nữ đại gia bức xúc tuyên bố đâm đơn kiện Trang Trần lên Bộ Công an. Tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an về hành vi Trang Trần tấn công vào một đứa trẻ và bắt nó nói những điều xâm phạm đời sống riêng tư của nó, khi ép nó phải nói một câu chuyện mà nó không muốn nói. Ngay lập tức và tối cùng ngày, Trang Trần nhanh chóng có động thái đáp trả. Cựu người mẫu liên tục dùng những lời lẽ thiếu tế nhị, mang tính xúc phạm đến nữ doanh nhân. Bên cạnh đó, cô còn thách thức vợ của ông Dũng Lò Vôi gửi đơn kiện mình. Cứ dọa kiện hoài mà sao không thấy kiện tôi vậy mọi người. Nói được phải làm được nha, tôi thách bà đấy. Cho bà 10 ngày để đưa đơn kiện tôi. Trong 10 ngày bà không kiện được tôi, người ta không thụ lý đơn thì bà bớt dọa. Tôi chờ bà 7 tháng nay mà cứ dọa kiện tôi hoài. Ngoài ra, cựu người mẫu còn bất ngờ khoe viên kim cương có kích cỡ trọi bề đầu, quyết tuyên chiến với bộ sưu tập kim cương nước D của bà Phương Hằng. Cựu người mẫu nhắn nữ Xeo Đại Nam, kim cương giả bán cún nó mua à mà kim cương đầy mình. Nếu có kim cương thật thì đã bán đi trả nợ chứ không phải đi vay nặng lãi rồi. Bớt nổ lại cho thiên hạ Thái Bình. Bây giờ còn cào sang vợ chồng nhà con Diễm, tức là Lương Thế Thành và Thúy Diễm. Có tiền, nói chuyện tiếp nhé, còn tiền nổ thì câm đi. Thấy Việt Hương đeo viên kim cương chưa? Tay cầm micro mà không cần dọi đèn pin đâu. Người ta không cần dọi đèn pin vào cho nó lấp lánh đâu. Kim cương mà cầm đèn pin soi vào là biết kim cương loại gì rồi. Ngay lập tức, Trang khàn mình khoe viên kim cương trà bá và thẳng thắn cho biết, đó đây không phải là đánh đèn nhé, kim cương này không cần đánh đèn vẫn sáng lấp lánh. Kim cương nó sáng đây này, đừng bao giờ đánh giá tôi không cùng đẳng cấp, tôi chỉ có bán mắm tôm thôi. Màn cà khịa cực mạnh của Trang Khàn thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Trang Trần cũng đã nhận về rất nhiều bình luận mỉa mai về nhiều chuyện bên lề cũng bị soi mói trở lại. Điển hình mới đây, netizen ngán ngẩm khi xem lại clip Trang Trần cưa sừng làm nghé, hát mắt nai cha cha cha. Cụ thể, đoạn clip Trang Trần cưa sừng làm nghé, hát mắt nai cha 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 được netizen chia sẻ lại với thái độ ngán ngẩm cà khịa. Chuyện sẽ không có gì để nói khi Trang Trần biến hóa mình thành nữ sinh trung học, diện áo dài trắng và xõa tóc cùng chiếc kẹp mái tóc màu đỏ to tướng trên đầu. Vì để thể hiện được chất nữ sinh, Trang Trần cũng điều chỉnh biểu cảm dẹo hơn một tí. Giọng hát cũng không ngoại lệ. Cô có chất giọng khàn đặc trưng nên khi bẻ giọng lại cho nhí nhảnh thì nghe không được ổn. Cư dân mạng
đã để lại nhiều lời bình luận ngán ngẩm, cũng như cảm thấy hình ảnh này không hợp với Trang Trần, nhất là giọng hát. Bà Phương Hằng có động thái mới, nhắc tên ông Đoàn Ngọc Hải, Giang Kim Cúc, Nguyễn Xin cùng hàng loạt nhân vật đình đám liên quan đến vấn đề thiện nguyện. Thưa quý vị, trong chia sẻ mới nhất, bà Phương Hằng liệt kê 36 nhân vật có liên quan đến những hoạt động từ thiện. Đáng chú ý trong danh sách này có cả ông Đoàn Ngọc Hải và hàng loạt nhóm thiện nguyện ở thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày gần đây, không chỉ gửi đơn tố cáo một số nghệ sĩ không minh bạch trong hoạt động từ thiện đến cơ quan công an, mà CEO Đại Nam, bà Nguyễn Phương Hằng thường xuyên nhắc tên hàng loạt nhân vật trong những buổi live stream. Những phát ngôn của bà Phương Hằng đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng và nhiều người cho rằng để nói ai đó ăn chặn, thiếu minh bạch trong việc kêu gọi từ thiện thì cần có bằng chứng thực tế, không thể cứ nói khơi khơi gây ảnh hưởng đến hàng loạt cá nhân và làm dư luận xôn xao như vậy. Thế nhưng, bỏ ngoài tai những ý kiến không hay, streamer U50 vẫn tiếp tục live stream và nhắc tên hàng loạt nhân vật đình đám. Sáng ngày 15 tháng 10, trên trang cá nhân, trợ lý của nữ CEO Đại Nam đã đăng thông báo chốt lịch live stream vào 18 giờ Chủ nhật ngày 17 tháng 10 tới đây. Không chỉ thông báo chủ đề, bà Phương Hằng còn liệt kê danh sách 36 nhân vật đình đám. Các nghệ sĩ trong showbiz như Đông Nhi, ông Cao Thắng, Võ Hoài Ninh, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Công Vinh cùng các nhóm thiện nguyện có hoạt động tích cực trong đợt dịch vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh như Thiện Nguyện Nhất Tâm, Giang Kim Cúc, Mai Táng Không Đồng, đội thiện nguyện BDS Tám Sang. Đáng chú ý trong danh sách này còn có Nguyễn Xin, người được bà Hằng từng nhắc tới, thậm chí là tuyên chiến trong một live stream trước đó. Bà Hằng từng chia sẻ, gần đây thì tôi mới hiểu và biết là Nguyễn Xin là trùm trong giới showbiz, đây là người từng tổ chức cho một nhóm người tấn công ông Duy Nguyễn. Đặc biệt trong live stream sắp tới, bà Phương Hằng còn nhắc tên ông Đoàn Ngọc Hải, người trước đó từng bị nữ CEO này tuyên bố cấm cửa đến Đại Nam sau những lùm xùm liên quan đến việc tài trợ trong đợt dịch COVID-19 ở thành phố Hồ Chí Minh. Dù chưa biết những nhân vật trên sẽ được bà Phương Hằng nhắc đến với nội dung gì, đấu tố ra sao, nhưng nhiều người vẫn tò mò. Đồng thời, không ít người cho rằng mỗi phát ngôn của nữ CEO này cần có căn cứ xác đáng, chứ không thể chỉ dựa vào giấc mơ để đánh lái dư luận. Thời gian gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện những thông tin trái chiều liên quan đến Hồ Văn Cường và cố nghệ sĩ Phi Nhung. Theo đó, Hồ Văn Cường khi không lên tiếng bảo vệ mẹ nuôi trước những lời gièm pha trên Internet, sự việc còn trở nên nghiêm trọng hơn khi một cựu người mẫu nhập cuộc đến tận nhà nghệ sĩ Phi Nhung để live stream. Trong diễn biến mới nhất, Hồ Văn Cường và gia đình đã nhận lại toàn bộ số tiền cát xê và thêm 500 triệu Việt Nam đồng từ quản lý của Phi Nhung. Kết thúc drama, trên TikTok, Trương Quốc Anh, một hot TikToker đã có góc nhìn khác về drama căng như dây đàn này trên mạng xã hội. Theo đó, liên quan đến sự việc Hồ Văn Cường và mẹ nuôi là cố nghệ sĩ Phi Nhung, TikToker Trương Quốc Anh đã nhận được câu hỏi từ những người follow mình rằng: "Anh trả lời giúp em câu này, Phi Nhung và Hồ Văn Cường ai mới thật sự là người đáng thương?" Ngay sau đó, Trương Quốc Anh đã nêu quan điểm của mình rằng ở câu chuyện này có 3 đối tượng cùng đáng thương và cùng buồn. Đầu tiên là Phi Nhung, 2 là Hồ Văn Cường và 3 là người yêu quý cả hai mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường. Bản thân ca sĩ Phi Nhung từ đầu nhận em Hồ Văn Cường làm con nuôi, mục đích chắp cánh và đào tạo em ấy làm ca sĩ chuyên nghiệp. Hồ Văn Cường muốn có một điểm tựa, một người thầy để dẫn dắt mình trong sự nghiệp. Khán giả yêu thương hai người đều tán thành. Sự thật là tất cả đều đi theo ngã rẽ khác. Ca sĩ Phi Nhung có sự nghiệp lẫy lừng, nhưng ở phút cuối đời lại bị gán vào một vài câu chuyện không hay. Hồ Văn Cường cũng phải rời mái nhà. Cuối cùng thì ai cũng đáng thương cả. Trở lại câu chuyện về những luồng ý kiến gần đây, mọi người cho rằng em Hồ Văn Cường đã im lặng làm bùng phát ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Mình nghĩ thế này, xuất phát điểm của gia đình em Cường đều là những người nông dân, việc chưa va vấp ở xã hội là điều đương nhiên. Trước những drama trên mạng, em ấy im lặng là điều đương nhiên. Em nó làm sao có thể bản lĩnh như tôi hay các bạn để đương đầu với sóng gió được. Trong số những người lớn đã lên tiếng, Trương Quốc Anh cũng là người hiếm hoi đứng ra công khai bênh vực Hồ Văn Cường, im lặng giữa lùm xùm với mẹ nuôi. Hiện tại, quan điểm của TikToker Trương Quốc Anh đang thu hút đông đảo sự chú ý của cư dân mạng. Trước đó, trên mạng xã hội, người nhiều lần nhắc tên và đề cập đến câu chuyện của Hồ Văn Cường và mẹ nuôi Phi Nhung, không ai khác chính là bà Nguyễn Phương Hằng.
mới đây SEO Đại Nam đã có động thái sau hàng loạt diễn biến không ngờ gần đây của vụ Hồ Văn Cường. Theo đó, trợ lý của bà Phương Hằng ở Đại Nam đã thông báo bà Phương Hằng sẽ sớm trở lại giao lưu với mọi người vào ngày 13 tháng 10, kèm theo đó chủ đề sẽ là một giấc mơ. Liên quan đến câu chuyện của Hồ Văn Cường, bà Phương Hằng chính là nhân vật sốt sáng nhất trên mạng xã hội khi liên tục có những phát biểu liên quan đến người con nuôi nổi tiếng của Phi Nhung, đặc biệt là số tiền 200 triệu hồi thi Việt Nam Idol Kids. Bên cạnh đó, bà Phương Hằng thậm chí còn đứng ra bảo vệ, đề nghị quản lý nghệ sĩ Phi Nhung làm rõ chuyện có trả tiền cho Hồ Văn Cường hay không. Nếu không trả, bà Phương Hằng sẵn sàng chuyển khoản vào tài khoản của Hồ Văn Cường số tiền 500 triệu Việt Nam đồng. Ở một diễn biến khác, ngoài việc đòi tiền thay cho Hồ Văn Cường, bà Phương Hằng cũng đã có liên tục hai lần nhắc tên đến tỷ phú Hoàng Kiều. Cụ thể, bà chủ Đại Nam sở hữu bộ sưu tập kim cương hơn 300 triệu đô, đã xấu hổ xin tỷ phú Hoàng Kiều gửi 10 triệu đô la về Việt Nam nuôi 23 người con nuôi của nghệ sĩ Phi Nhung ăn học, thay vì đề nghị trước đó là dẫn 23 người con qua Mỹ. Trước đề nghị của bà Hằng, đến nay ông Hoàng Kiều vẫn giữ thái độ im lặng. Hiện tại dân mạng đang nín thở đợi xem, rốt cuộc bà Phương Hằng sẽ lại mơ gì tiếp theo đây.